Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Bên trên à? Trên tầng à? Hình như là vậy. Trên tầng đó hả? Vãi cả trưởng này, súng gì vậy em ơi, đòi sơi anh hả? Gù ra này, ngon. Chất lượng luôn các bạn ơi. À nó sai khẩu M60. Nãy nó sấy mình bằng khẩu này. Thế thì sấy thế nào được hả em ơi? Xuống dưới coi. Thêm xíu đạn tử liên này ngon. Đi nào anh em. Ê đừng. Gắt thế ai chơi, gắt thế ai chơi, qua đây. Qua đây em ơi. Này bắn gắt thế ai chơi, ê đừng. Qua đây. Gắt thế ai chơi, đứng lại. Gắt này, chú gắt với anh à. Gắt với anh thì xanh mộ nhá. Ok, vào nhà nha anh em. Lút thêm sứ đồ coi. Thanh niên tính gắt với mình mà dễ à. À đây, vứt bớt đạn xuống trường đi. Đạn xuống trường quá nhiều rồi. Thế này là ổn rồi nha anh em. Đi nào mọi người. Có bên này. Có, à có mỗi lựu đạn thôi. Let's go. Qua đây có một kẹo ngắm đích nhá. Chất chất chất. Tôi có thương này anh em. Đi luôn, ngại gì. Đây có một cái băng đạn level 2 này. Ủa, chỗ này có gì đây? Theo tôi máu nhá. Mình chưa có quả bóng keo nào luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Nghèo dã man. Thôi kệ, tầm này lên cổ trật cũng khá là ổn rồi. Ba lô 3 này, mũ 3 này. Có mỗi cái giáp là level hơi thấp xíu. Là mình đang giáp 2 anh em ơi. Ơi, nhanh chóng kiếm lấy cái nâng giáp này. Đó, để lên giáp 3 nha. Ê, sau con xe tải kia có người một đứa Chạy đâu em ơi. Chạy đâu cho thoát hả em ơi. Lên bản đi em ơi. Đúng rồi. Chạy đâu cho thoát hả em. Ok ok. Có đây xíu coi. Có gậy bóng chạy này. Xong là mình sẽ qua lượm xăm vào luôn nhá. Qua luôn chứ ngại gì nhỉ. Hình như là nó ở đây. Ui, thằng bé chạy đến gốc cây định núp cơ. Tiếc nhỉ anh em. Nó có cả ú da luôn, vẫn bị xanh mộ đây. Buồn chưa bạn ơi. Mà nó cũng không có băng keo. Cái bình sơn kỷ niệm liệu choáng thì vứt luôn đi cho nó rộng mà lôi anh em ơi. Hai cái đồ này công nhận là phế vãi chưa. Đấy, có nhiều trận anh em kiếm mãi không được quả bóng keo nào. Kiểu nghèo dã man đấy anh em. Đã bảo với anh em rồi mà kiếm mãi không có luôn này. Thôi kệ, cũng lên cổng trời còn săn mạng nữa chứ mọi người. Lên trên này coi. Không thấy ai luôn. Đây, mình sẽ vào trong này coi xem thế nào anh em ơi. Tại sao lại không có người nhỉ? Bo 1 thì còn gần 1 phút nữa cơ anh em ơi. Thì bo này mới thu lại cơ. Ê, có người, có người. Đây à? Chạy đâu vậy em ơi? Lên bảng này em ơi. Đó. Qua lượm săn luôn nhỉ anh em ơi. Ok ok anh em ơi. Ở đây chúng ta có gì đây? Có liệu không nhỉ? Một quả... À đây, đây là bóng keo, mình hơi nhầm xíu. Chứ liệu thì mình cũng đâu có cần đâu, mình còn bóng keo thôi anh em ơi. Toàn nhầm lẫn thế này, chết dở. Ok ok. Đồ này cũng ngon đấy. Đi nào mọi người. Đó, một quả bóng keo duy nhất luôn. Anh em thấy chưa, nhiều trận kiếm bóng keo khó dã man. Ví dụ như là trận này chẳng hạn này. Kiếm mãi từ đầu trận đến giờ mới được một quả bóng keo. UAV này. Ghé qua xíu xem có ai không nhở. Hình như là không có ai. Đây. Chỗ này không có người. À một đứa. Cứ tất là không có người cơ đây. Cứ thẳng phía này là ra nha mọi người. Đó. Nó cũng đã qua đây rồi. Qua đây em ơi. Ngay đoạn phía trên này này. Ơ vãi trưởng. Đấy à. Từ đâu cơ. Qua đây em ơi, chỗ nào vậy. Gốc kề trước mặt nhá. Ăn liệu đi em ơi. Đây rồi. Mãi xa. Cái đậu xanh cẩn thận nha em ơi.
Cẩn thận im ấy, cẩn thận im ấy. Lên bảng bây giờ. Chơi nhanh với anh à? Hay lắm em ơi. Chú tính chơi nhanh với anh à? Mình sẽ lên trên cái đá anh em ơi. Đó. Xong là sền nó xanh mộ luôn này. Ngay gốc cây này. Ngay gốc cây này. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Muốn xanh mộ không em? Thôi xong. Thằng bé bị thằng nào hạ rồi nha em ơi. Vãi trưởng. Đứa nào nó cái mặt của tôi rồi? Ở đâu nhỉ? Một thằng nào đấy vừa cái mặt của tôi. Chỗ nào vậy ta? Chưa thấy nó luôn. Đứa nào lại dám cái mặt của mình nhỉ? Chán nhỉ? Dưới này hả? Chưa thấy luôn này. Ơ hay. Thế cái thằng vừa cái mặt của mình. Ở đây, ở đây. Tưởng ở đâu cơ, tưởng ở đâu cơ. Ở đây à? Ở đây thì chuẩn bị xanh mộ đi em ơi. KS mạng là giỏi này. Nó lại chạy vào trong nó trốn rồi. Cho chú trốn luôn chứ anh sợ gì. Bông keo này. Có bông keo thì ngại gì hải anh em sửa giáp cái đã. Đó nó vẫn ngồi đấy. Ngồi đấy thì làm sao hải em ơi. Qua đây. Có giỏi qua đây solo này. Có giỏi qua đây solo em ơi. Nó đang rút ở trong nhà anh em ơi. Làm sao đấy em? Đứng đâu? Giúp cho này hả? Xem chú sống được bao lâu. Xem chú sống được bao lâu này. Đứng lại, đứng lại em ơi. Lên bảng xong luôn. Chạy à? Tưởng chạy với anh mà dễ à? Hòm sao nó đây này. Ui, có giảm thanh đến đồng 3 này, ngon đấy. Lượm tận 2 giảm thanh luôn. Chất. Đây tập này mình lên trên xem mình lượm lại sát thằng kia thôi anh em ơi. Lượm thêm tí máu thì ngon. Không biết là có máu không nhỉ. Có thêm liệu này. À đây có máu này. Ok. Vứt bớt đạn súng trường đại tử liên đi. Đây mình sẽ vứt bớt cho đạn súng trường nhá. Lượm 2 tí máu này. Khá là ổn. Tập này mình có 8 tí máu cơ. Chất. Thế này thì thoải mái săn mạng rồi nghe em ơi. Ok ok. Chạy vòng qua đây xem là có ai không nhỉ. Đây. Anh em thấy chưa? Vẫn đang rất là vàng nhá. Thế này đào đâu ra người. 17 người chơi nữa. Đông phết. Đông thế này thì không đùa được đâu nha anh em ơi. Không đùa được đâu nha. Đấy. Thế cho nó hạ gục nhau liên tục này. Để mình sẽ qua cái phía thắt bằng hồ này coi. Ủa đây, có người này. Có người này. Dựng bóng keo à? Kịp không em ơi? Kịp không em ơi? Vỡ đầu. Dựng bóng keo solo với anh hả? Quyết định sai lầm rồi nha em ơi. Thanh niên hổ báo ngổ ngáo à? Sơi anh đâu có dễ đâu. Đi anh em. Tầm này vào bo thôi chứ còn là ở ngoài bo làm gì nữa. Đấy, vào bo và tích cực săn mạng nào mọi người. Mình có 6 kill rồi nha. Thế này thì trận này top 1 10 kill là khả thi nhá. Kiếm cũng khá là dễ thôi. Đi nào anh em. 15 thằng nữa. Thấy chúng nó hạ gục nhau cũng nhanh. Mình cũng sợ chứ anh em. Sợ thì sợ nhưng mà chơi game thì vẫn sẽ cố gắng kiếm top nha mọi người. Ok ok. Không có này. Của cái đậu xanh. Chúng nó lại trốn cả rồi thề. Chơi game giống như kiểu là chơi game trốn tìm vậy anh em. Ai gọi là game sinh tồn bây giờ đâu. Vãi cả trưởng. Ê mấy ông trốn đâu rồi. Ra đây tôi hỏi coi. Đùa. Mất tâm mất tích luôn. Không biết là trò có ai không nhỉ. Không có. Thôi thì cứ ghé qua cái khu này. Đứng tạm ở đây vậy. Mình đang có 2 quả bóng keo nha anh em. Đấy, chạy những cái khu vực vắng như này là anh em phải check bóng keo cẩn thận đấy. Tình huống nguy hiểm cái là dựng bóng keo lên luôn này. Ví dụ như là những tình huống bị cái địch bắn bất ngờ nhá. Ê, ê. Bóng keo phía trước mặt này có người này. Có người này. Chạy đâu mê. Chạy đâu mê. Chạy đâu mê. Nó chạy vào trong rồi hay lắm. Cho chú chạy vào trong rồi nhá.
Chắc là thằng bé nó cuốn máu rồi anh em ơi. Ok. Pha này để vào thì nó là một tình huống khá là bất lợi cho mình này. Dựng bóng keo cái đã. Phải cẩn thận. Chắc là nó đến nhà rồi. Trong nhà này hả? Quầy gài mì luôn. Căng ở nhà anh em. Căng ở nhà anh em thằng này. Chạy đâu em? Biến thành bụi cây à? Bụi cây à? Làm sao đấy em? Bụi cây à? Bụi cây à? Hay lắm này. Tưởng biến thành bụi cây không tìm ra được à? Thanh niên. Xanh mộ cho em ơi. Đây. Có mấy trang bị thừa vứt hết nha anh em. Không để lại làm gì. Ở ngoài này. Một đứa ở ngoài nha anh em ơi. Sửa giáp cái đã. Căng thẳng phết anh em đừng đùa nha. Này này nó này. Có người này. Có người này anh em. Chạy đâu em ơi. Lên trên xử nó. Đi anh em. Thấy là phải xử luôn. Không cho nó sống dai để trứng anh em ơi. Cầm sẵn sàng MP40 nhá. Thằng bé đâu? Thằng bé đâu rồi để tôi xem. Chưa thấy anh em ơi. Chắc là nó lại xuống dưới à? Đùa, chưa anh em đã thấy người đâu. Nó chạy rồi các bạn ơi. Tập này còn lại có 10 người chơi nữa. Căng phết không đùa được. Nên là mình sẽ cố gắng chơi cẩn thận xíu để còn kiếm top nữa nhờ. Xuống đây đi. Tìm chưa ra luôn này anh em. Ui, một đứa đã bị hạ này. Lúc này thì cơ hội chiến thắng của mình đã lên đến 10% rồi nha mọi người ơi. Vẫn đã còn hên xui lắm, anh em phải chơi thêm lúc nữa cơ. Thì cái tỷ lệ chiến thắng nó mới cao lên được. Tất nhiên là phải sống dai rồi anh em, không sống dai thì sao win đây. Anh em phải là người sống sót cuối cùng thì mới được top 1 nhá. Đủ à? Trốn đâu vậy? Rồi xong, 8 thằng nữa. Thề công đừng chơi trốn tìm nữa. Tôi mệt mỏi lắm công ạ. Công chơi game đàng hoàng. Đấy. Đi sân mạng đi mấy ông ơi, đừng đi xuống tìm nữa, đây đây. Bên này có người này. Rồi ok, bây giờ qua xưởng lúc này hai đứa gần nhau luôn. Ui, một đứa trên xưởng cơ khí chạy xuống rồi thì phải. Hay lắm. Người đâu? Là đạn này. Người đâu em ơi? Chỗ nào vậy? Chưa nhìn ra được nó ở đâu anh em ơi. Ui. Thằng ở dưới vừa bị hạ. Chắc là đây có người hả? Một đứa vừa bị hạ ở dưới anh em ơi. Căng. À đây à? Đây Hải ơi, đây Hải ơi, đây Hải ơi, đây Hải ơi, xong nhá. Tính sơi anh đâu dễ đâu. Cột máu đã. Tầm này khá là căng rồi anh em ơi, vào nhà cột máu thôi. Thế này cho an toàn nhá. Bây giờ là bơm phun máu đây mọi người. Qua tranh thủ lượm sát là coi anh em. Bom keo này. Có chảo này. Ai mình quên có lượm thêm máu. Của đậu xanh. Lượm thêm túi máu coi. 8 túi máu này. Good game. Cái vấn đề chính là người đâu thôi anh em ơi. Máu tầm này thì quá ok rồi. Lên trên xíu coi biết đâu sẽ có người nhá. Không có, không có à. Ủa các bạn trốn đâu cả rồi. Trốn đâu cả rồi. Đi tìm chúng nó anh em ơi. Chạy qua đây rồi nhưng vẫn không thấy này. Hay là chúng nó lại ngồi thủ nhà cả rồi thì hơi khó kiếm nhá. Mà thủ nhà anh em công lên khá là nguy hiểm nên là mình sẽ không công. Tầm này là không công nhà. Anh em chỉ dạo loanh quanh thôi. Thấy đứa nào cũng đang chạy loanh quanh như mình thì kêu nó. Đấy vậy thôi. Đâu rồi ta anh em? Hình như là chúng nó ra ngoài đây à. Ê. Ngoài này lại chiến đấu với bãi cây dừa ngoài này ạ. Ngoài này thì nó là một rừng dừa rồi anh em ơi. Đủ lại hay toàn dừa đực không có quả. Ê hello. Mình ra ngoài này rồi nhưng mà chưa thấy ai anh em ơi. Ở đây một đứa đang chạy này. Một đứa đang chạy này. Chạy đâu em ơi. Lên bảng đi em ơi. Hay lắp thằng cuối. Lắp nòng 3 vào thằng cuối anh em ơi. Tầm này solo 1v1 rồi anh em ơi. À đây, chỗ này á hả? Tưởng đâu cơ? Tưởng là đâu cơ, hướng ngay trước mặt hả? Đơn giản thôi, quần máu đã. Ui,
Nghe tiếng giảm thanh sợ vậy, đây đây. Thấy rồi nhá, ngay tảng đá anh em ơi. Tảng đá 15 độ nhá. Ok, chạy đi em ơi. Chạy này. Chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi. Sợ cho em. Vào mod trước hả? Mình có 4 món keo cơ anh em. Chơi luôn, sấy đi em ơi. Sấy đi em, sấy đi em. Chơi nổi với anh không? Chơi nổi với anh không này. Làm sao đấy Hải ơi? Anh có liệu nha. Anh bên này cơ mà. Anh bên này cơ mà. Làm sao đấy em ơi, anh bên này cơ mà. Anh ở bên này cơ mà, làm sao đấy em ơi. Bảy quả liệu này, chạy đi em. Một quả thì đủ rồi. Làm sao đấy mày, làm sao đấy mày. Ui đừng. Gắt thế ai chơi. Chạy đi mày. Gắt. Thôi xong mình còn xìu máu này, dã man. Còn đúng xìu máu anh em ấy, căng căng. Căng rồi nha. Yes, xong 10 kill. Top 1. Ui dồi ôi. Đẩy qua này, thiên nhiên này. Ngổ ngáo này em này. Yes. Top 1 mấy kill này anh em ơi. Ngon lành luôn này. Xả hàng một mớ đồ này. Bom keo này. Ui dồi ôi. Lật kèo nha anh em. Ok. Suýt lên bạch kim 2. Còn thiếu một xíu điểm nữa thôi. Như vậy là trong trận đấu này thì mình đã có 10 kill top 1 nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.